equal right for us, protect human right for our lives. Hey, come on, baby, mom and daddy, sisters and brothers. Come on, my friend, let's play together with so many others. Let's come to vote. Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với anh Tạ Đức Chí, là nghị viên của thành phố Westminster. Vậy thì xin anh có thể cho biết rằng anh đánh giá như thế nào về cái cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 năm nay? Cái cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 năm nay cũng sẽ rất là gay go. Và ở tại miền Nam California, và đặc biệt là vùng Lý Đức Sài Gòn, rất nhiều ứng cử viên gốc Việt đã ra hăng hái để mà dấn thân vào tranh cử vòng chính. Thì thiết nghĩ rằng chúng ta có một số dân cử gốc Việt tại miền Nam California là cũng do sự yêu mến của quý vị cử tri gốc Việt, cũng như là quý đồng hương, quý hội đoàn và cộng đồng. Chúng ta đã có được cái sự ủng hộ của quý vị đồng hương làm nền tảng, nhưng mà chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng chúng ta cũng cần đi bầu cho đông hơn. Cái số cử tri ghi danh gốc Việt cũng đã tương đối khá đông, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta hãy cùng kêu gọi bạn bè thân nhân của chúng ta đi bầu thật đông thêm, bởi vì sự hưởng ứng tham gia đi bầu là một cái sự thể hiện cái sự đóng góp thiết thực nhất để chúng ta đưa những người trong cộng đồng Việt của chúng ta có tâm huyết để đi ra phục vụ cho xã hội, phục vụ được cộng đồng. Và cái quan trọng nhất là tạo được cái sự đoàn kết trong cộng đồng. Và chúng tôi cũng một lần nữa thiết tha kêu gọi tất cả quý vị cử tri hãy tham gia đi bầu cho thật là đông vào tháng 11 sắp tới, cũng như quý vị đồng hương nào mới vừa vào quốc tịch Mỹ cũng hãy cố gắng ghi danh vào thật sớm, bởi vì cái lá phiếu của chúng ta luôn thể hiện được cái sức mạnh cộng đồng. Sức mạnh cộng đồng thể hiện qua lá phiếu, và lá phiếu, muốn có lá phiếu thì chúng ta phải đi bầu. Thưa anh có thể cho biết rằng thì trong cái việc mà anh hoạt động thì cái tiếng nói của một người đại diện cho Việt Nam nó khác với tiếng nói của một người ngoại quốc đại diện cho Việt Nam như thế nào? Cái tiếng nói của một người dân cử gốc Việt đại diện cho một cái cơ quan chính quyền, và trong đó có cộng đồng Việt Nam, nó vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta cũng hiểu được người dân cử gốc Việt hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người đồng hương Việt của chúng ta chắc chắn là sẽ nhiều hơn và sâu sắc hơn người bản xứ. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu được, chúng ta ra dấn thân là chúng ta phục vụ cho tất cả các sắc dân trong một cái cơ quan chính quyền, trong một cái địa hạt. Chúng ta phải hiểu được cái quyền lợi của tất cả cộng đồng trong một thành phố, trong một cơ quan chính quyền, nó vô cùng quan trọng. Các sắc dân đều phải được phục vụ một cách bình đẳng, và trong đó có cộng đồng Việt của chúng ta. Thì cộng đồng Việt sẽ chắc chắn rằng có sự thuận lợi nhiều hơn khi mà tiếp xúc với một dân cử gốc Việt về cái vấn đề ngôn ngữ, về cái vấn đề tình cảm, vấn đề tâm tư, nguyện vọng, chắc chắn sẽ được thuận lợi hơn. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn nhiều nhé. Let's build up liberty for us. Do 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 together. Bring us peace, democracy in the world. So let's come to vote. Hey friend, let's come and vote.